các lỗi trong máy đo huyết áp của Myrolife hiển thị như thế nào. Và xin chào bà con ha. Nếu mà một cái máy đo huyết áp thông thường, khi mà chúng ta đo xong thì kết quả của chúng ta sẽ hiển thị ở trên đây. Mình có thể xem lại bộ nhớ ở trên đây ha. Đây, những con số như thế này. Ngoài ra là nó sẽ có một số lỗi mà cả nhà mình cần chú ý, là mình bấm nút vào không hiển thị gì hết, nó không có hiển thị bất cứ một con số nào hết, thì cả nhà mình chú ý nha. Mình sẽ kiểm tra lại pin, mình coi mình đã gắn pin chưa, pin mình còn hay không, thay pin mới nha. Rồi mình có gắn lộn cái đầu pin không, và có thể là nếu mà mình xài cục biến điện thì cái cục biến điện này nó có hư hay không, thì mình lấy cục biến điện ra mình thay bằng pin thử, mình xem xài được hay không nha. Là kiểm tra về pin. Nếu mà thay pin và cục biến điện đều không hết thì cái này là lỗi là do máy bên trong, thì mình sẽ gửi về hãng bảo hành nha. Rồi cái thứ hai là khi đo xong máy nó chạy rất là yếu ha, thì mình thay pin. Còn nếu nó chạy xong rồi mà nó hiển thị ra kết quả là E1 có nghĩa là nó bơm quá yếu. Rồi cái lỗi tiếp theo là E2. E1 là bơm hơi yếu nha, E2 là cái bơm nó quá mạnh. Tức là mình coi là cái dòng quán của mình á có đúng tư thế chưa. Cái máy nó không dò được nên nó bơm lên rất là căng. Ở E1, E2, E3 là về cái túi khí có thể là bơm quá yếu hoặc là bơm quá căng, thì mình có thể xem lại cái cách đo mình đúng hay chưa và mình thay pin. Rồi trường hợp tiếp theo là cái E5. E5 là nó hiển thị kết quả bất thường, có nghĩa là cái kết quả này nó có thể không chính xác, thì chúng ta nên đo lại ha. Rồi nếu mà hiển thị E6 thì cái E6 khi mà chúng ta sử dụng cái chức năng MEM nè, chúng ta đo hai lần liên tục mà kết quả bất thường thì nó sẽ hiển thị E6, thì mình cũng giống như E5 nha, mình coi lại. Còn nếu mà như mình đang đo ở MEM mà nó E6 thì mình thử mình bật qua chế độ số 1 đo một lần thì mình coi nó có đo được hay không. Nếu hai trường hợp này vẫn xảy ra lỗi thì mình sẽ gửi về bảo hành. Rồi trường hợp tiếp theo nó là hiển thị HI. HI là 2 á, là nó bơm kết quả mình ra quá cao so với cái người bình thường. Giả sử huyết áp của mình á là huyết áp mình là bình thường là từ 100 đến 130. Còn đối với ông bà mình có nhiều người bị huyết áp cao nó lên tới 180 đến 200. Đối với một người bình thường thì huyết áp không thể nào mà cái ngưỡng quá cao trên 200 mà nó sẽ hiển thị ra HI. Thì cả nhà mình coi cái sức khỏe mình có thể bất thường ha, mình kiểm tra mình thử mình đo với người thanh niên trong nhà xem nó có bị cao vậy hay không. Nếu mà bị cao là do mình thì mình phải chú ý nha. Còn nếu mà đối với người bình thường mà vẫn đo HI như vậy á thì mình phải gửi về hãng bảo hành. Ngược lại với HI là NLO. NLO là quá thấp, tức là cái huyết áp mình hoặc cái nhịp tim mình quá thấp so với cái ngưỡng bình thường rồi cái máy nó có thể phát hiện á, thì mình cũng đo với một cái người thanh niên khỏe trong nhà xem. Nếu mà cái người lớn tuổi như ông bà mình đo mà ra kết quả NLO mà mình đo thì kết quả tốt, thì chắc chắn là cái người đo trước là sức khỏe không tốt. Còn nếu mà đối với thanh niên mà dẫn ra kết quả đó thì máy có vấn đề ha, thì mình sẽ gửi về hãng bảo hành. Đó là cái cách kiểm tra đơn giản nhất. Mình sẽ nhắc lại nha. Thứ nhất là mình kiểm tra pin, thứ hai là mình kiểm tra dòng quán, và cái thứ ba là mình sẽ đo xen kẽ giữa mình với một cái người khỏe trong nhà. Còn có những cái trường hợp là cảnh báo rung tâm nhĩ, cảnh báo sớm đột quỵ. Cái kết quả này á là theo nghiên cứu của hãng Myrolife là cái độ chính xác của nó là trên 97%, cái độ tin tưởng nha. Đó, thì những dòng cao cấp như B6 với B3 mới có chức năng này thôi. Thì nếu mà ra cái chức năng cảnh báo đột quỵ này thì cô chú mình chú ý đến sức khỏe của mình, hoặc là hồ sơ nói là cô chú mình cũng có thể đo với cái người thanh niên trong nhà mình so sánh thử, hoặc là hôm sau, hôm nay mình đo, sáng đo và chiều mình đo tiếp để mình đo. Nếu mà có cái chức năng này thì mình nên đi khám bác sĩ để mình kiểm tra sức khỏe thêm nha. Thì hồ sơ có những cái video hướng dẫn về cách sử dụng những dòng cao cấp ngoài chức năng đo huyết áp, còn có chức năng cảnh báo đột quỵ cho cô chú anh chị mình rồi đó, nên là mình có thể kiểm tra đơn giản tại nhà như vậy. Rồi nếu mà có gì thắc mắc thì bà con mình có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết cũng như xem cách sử dụng, cách dùng máy về cảnh báo đột quỵ của Myrolife. Chúc ông bà mình, cô chú mình nhiều sức khỏe nha. Hoàng Sơn tạm biệt và hẹn gặp lại.